cut, hey, just relax. It's okay. You're doing great. I've got you. Don't let me fall, you can't let me fall. I won't let you fall, alright? Ow, your fingers, stop looking down. Everything's fine, just hold on to me. It's SSSOFF far down. It's gonna be okay. Do you trust me not to let you fall? Yes, I'm slipping. Lucas. You're not slipping, it's alright. We're alright. It's pulling me, Lucas. I don't know if I can hold on without bringing you down too. If we go down, we go down together. We will come back together, as well. Geez, Ree, stop gripping my fingers so hard, you're gonna break them. I'm sorry, okay? I'm scared. You can't hold on to me forever. I don't have to. I'm gonna hold on until help comes. My foot. Lou, something's got my foot. It's pulling. You have to let me. Cát, này, cứ thư giãn đi. Không sao đâu, bạn đang làm rất tốt. Tôi đã có được bạn. Đừng để tôi ngã, bạn không thể để tôi ngã. Tôi sẽ không để bạn gục ngã, được chứ? Ao, ngón tay của bạn. Đừng nhìn xuống nữa, mọi thứ vẫn ổn, chỉ cần giữ lấy em. Đó là SSSOFF xa. Sẽ ổn thôi, em có tin tưởng anh sẽ không để em gục ngã không? Vâng, tôi đang trượt, Lucas, bạn không bị trượt, không sao đâu. Chúng tôi ổn, nó đang kéo tôi, Lucas. Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục mà không khiến bạn thất vọng hay không. Nếu chúng ta đi xuống, chúng ta cùng nhau đi xuống. Chúng ta cũng sẽ quay lại với nhau. Gizzy, đừng nắm chặt ngón tay của tôi quá, bạn sẽ phá vỡ nó. Tôi xin lỗi, được không? Tôi sợ, bạn không thể níu kéo tôi mãi mãi. Tôi không cần phải làm vậy. Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi có sự trợ giúp tôi. Chân của tôi, Lu, có thứ gì đó dính vào chân tôi. Nó đang kéo, bạn phải để tôi đi. Bạn sẽ không chết vì tôi sẽ chết nhiều lần nếu không có cậu gì. Nếu tôi sắp chết bất cứ lúc nào, nó sẽ dành cho bạn. Tôi sẽ không để bạn đi, bao giờ. Tôi sẽ không từ bỏ bạn, được rồi, Lucas. Chúng ta đi cùng nhau, gì? 4 giờ trước đó, nào, Lu, chúng ta không có cả ngày. Bạn nói đúng, chúng ta có cả tuần. Để anh ngủ đi gì? Đứng dậy, tốt, đừng ném gối vào tôi. Tôi đã nói tốt, xin lỗi, 20 phút sau, đã bắt bạn đủ lâu, Lu. Im đi, gì, tôi không im lặng, tôi lớn lên, và khi tôi nhìn vào bạn, tôi muốn ném, giá như bạn không phải là một người cuồng nhiệt như vậy. Gì, đó là một bộ phim tuyệt vời, và bạn biết điều đó. Dù sao thì, đi đâu, thế còn, họ có rạp chiếu phim ở đây không? Tất nhiên họ làm, đó là Vương quốc Anh, gì, không phải một quốc gia thuộc thế giới thứ ba, cứ đi thôi nào. Các rạp chiếu phim ở đây thật tuyệt. Đu, gì tôi đã nói rồi, đó không phải là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Mega has, nó đang bắt đầu, mega im lặng, điều đó nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn cần phải làm một điều tuyệt vời. Sweet, bạn là không thể, bạn thậm chí còn không thể. Chà, bạn đang SS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 
một thứ ở ngay đó. Nó được gọi là mặt trời. Ừ, Lu, tôi biết. Vậy, đi đâu? Còn tiệm kem ở đằng kia thì sao? Trông tốt đây. Được rồi. À, hay quá. Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng có bất cứ điều gì có thể vượt qua điều này. Ngay cả kem tự làm của bà tôi cũng không. Ừ, nỗi đau, đau quá. Ha, tại sao, mặt đất? Bạn nói đúng, những vết nứt đó. Múp, Lu, ao, tại sao bạn lại xô tôi? Bồn rửa, gì, không, trượt, ồ không, bạn hẳn đã đập đầu vào bàn, đó là một hố sụt lớn. Trượt, tôi nắm được bàn tay của bạn, tôi sẽ không buông. Trượt, gì, đừng nhìn lại phía sau bạn, hãy nhìn lại phía sau bạn sẽ không giúp được gì cả, đừng để tôi đi, Lu. Đừng bỏ rơi tôi, hiện nay này, cứ thư giãn đi. Không sao đâu, bạn đang làm rất tốt, tôi đã có được bạn. Đừng để tôi ngã, bạn không thể để tôi ngã. Tôi sẽ không để bạn gục ngã, được chứ? Ao, ngón tay của bạn. Đừng nhìn xuống nữa, mọi thứ vẫn ổn, chỉ cần giữ lấy em. Đó là SSS so FF xa. Sẽ ổn thôi, em có tin tưởng anh sẽ không để em gục ngã không? Vâng, tôi đang trượt, Lucas, bạn không bị trượt, không sao đâu. Chúng tôi ổn, nó đang kéo tôi, Lucas. Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục mà không khiến bạn thất vọng hay không. Nếu chúng ta đi xuống, chúng ta cùng nhau đi xuống. Chúng ta cũng sẽ quay lại với nhau.
Vizzy, đừng nắm chặt ngón tay của tôi quá, bạn sẽ phá vỡ nó. Tôi xin lỗi, được không? Tôi sợ, bạn không thể níu kéo tôi mãi mãi. Tôi không cần phải làm vậy. Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi có sự trợ giúp tôi. Chân của tôi, Lu, có thứ gì đó dính vào chân tôi. Nó đang kéo, bạn phải để tôi đi. Bạn sẽ không chết vì tôi. Tôi sẽ chết nhiều lần nếu không có cậu, gì. Nếu tôi sắp chết bất cứ lúc nào, nó sẽ dành cho bạn. Tôi sẽ không để bạn đi, bao giờ. Tôi sẽ không từ bỏ bạn, được rồi, Lucas. Tôi không biết liệu mình có thể giữ được lâu hơn nữa hay không. Đờ, không sao đâu, úp, bạn ổn chứ, gì. Vâng, tôi ổn, đó chỉ là một cú ngã khó khăn. Bạn có ổn không? Tôi đã hạ cánh trên cánh tay của mình và nó đang giết chết tôi. Tôi nghĩ nó có thể bị hỏng. Tại sao bạn lại rơi với tôi? Bởi vì anh yêu em, gì? Bạn có biết rằng, bạn yêu tôi đến mức chết vì tôi? Đúng, điểm mạnh, được rồi, bây giờ chúng ta làm cách nào để thoát ra khỏi hố sụt này? Có một con đường, ở đằng kia, chúng tôi không thể làm theo điều đó. Nó có thể không ổn định. Chà, chúng ta không thể trèo ra ngoài. Đúng không, cái hố này sâu cả trăm thước. Sau đó, chúng tôi sẽ chỉ chờ sự giúp đỡ. Bản tin, London, Anh, 19 tháng 11 năm 25, hoạt động. Xin chào, đây là Reina Lewis với London Newtory. Chúng tôi có mặt tại hiện trường nơi một hố sụt lớn đã mở ra và nuốt chửng hai khách hàng của quán cà phê. Các nhân viên cứu hộ đang làm việc để bảo đảm khu vực để giải cứu họ. Các nỗ lực sẽ tiếp tục. Vì vậy bây giờ hãy tránh khu vực này. Đây là Reina Lewis cho London Newtory, London, Anh, cắt 25 phút sau ca. Lu, bạn ổn chứ? Nó chỉ là cánh tay. Cut. Hey, just relax. It's okay. You're doing great. I've got you. Don't let me fall, you can't let me fall. I won't let you fall, alright? Ow, your fingers, stop looking down. Everything's fine, just hold on to me. It's SSSOFF far down. It's gonna be okay. Do you trust me not to let you fall? Yes, I'm slipping. Lucas. You're not slipping, it's alright. We're alright. It's pulling me, Lucas. I don't know if I can hold on without bringing you down too. If we go down, we go down together. We will come back together, as well. Geez, Ree, stop gripping my fingers so hard. You're gonna break him. I'm sorry, okay? I'm scared. You can't hold on to me forever. I don't have to. I'm gonna hold on until help comes. My foot. Lu, something's got my foot. It's pulling. You have to let me.